Hello anh em, chào mừng anh em đến channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ nạp thêm một ít tiền anh em ơi. Mình mới nạp thêm vào tầm gần 500.000 mình nhỉ. Sẽ mua tiếp cái gói chiến lệnh nha. Áp lực chiến, không biết có lên được VIP 5 hay không. Để mình xem ở đây cấp VIP nào. Vẫn chưa đủ anh em ạ, 1.000 điểm này vẫn chưa đủ áp VIP 5 rồi. Nhưng mà thôi cứ mua một cái gói hào hoa đi. Trong cái chiến lệnh leo tháp này, mua sẽ nhận được tổng cộng ở đây là được thêm khá là nhiều con tướng. Đó, mình sẽ nạp nha. Wow. Đấy, bây giờ mình đi full hết chỗ này thì mình sẽ nhận được tổng cộng vào đây nào. Những cái con tướng này. Trước mắt mới được thêm 3 con thôi anh em. 1.000 điểm, nhận được thêm 2 vé triệu hồi. 10 điểm nữa. Thế làm tiếp cái gói 5.000 cho nó đủ điểm anh em ạ. Nâng cấp cho nó khỏe. Ý, cũng chắc là cũng sẽ mạnh hơn một chút thôi, cũng không nhiều đâu, không còn ngó ngọc vàng nữa đây này. Nó căng thẳng thế nhỉ. Rồi bây giờ mình đi mở đương nha. Ba con này không biết ra được con gì, ra hồn hay không. Mở. Wow, Béo Đan đi Sana. Ui, thế này thì thơm anh ơi. Được, chấp nhận. Duyệt. Này nó còn đáng đồng tiền mắt gạo chứ. Không có con xe đam. Chứ mà nó ra phò phạch thì thôi nhỉ. Chán. Ta bơ à? Con ta bơ này mình không thích chơi lắm. Còn 5 phút thôi. Tạm tạm anh em nhờ. Sonna monja. Ore no ka. Misa o shinbai suru yo. Mình đang thích build cái team phá giáp anh em nhờ. Athena. Nó phá giáp đứng cho nhiệt. Xong về sau mình build cho trên cái con negai goto chatte kudasai. Được, cho đồng mình đánh trước ấy. Đi mình đánh trước. Nó vẫn cứ phải gọi là thơm hơn. Đang vô tận à, tiếp theo lại nhận được thêm 50 mảnh anh em này. Mở thôi. Ủa, có mảnh là mở. Ui Saitama anh em ơi. Ui sao phải đoán đấy nhở. Hôm nay kiểu gì ấy. Chết rồi. Tự phút Saitama luôn này. Ui. Xem nào. Ảo ma ra ba rồi. Có con mắt tư này nhiều. Còn đứng nước thì nữa này. Còn đứng nước là có khi đủ phút nha. Phút lên 10 sao nha. Bình vừa chúng tôi. Hôm nay nó cứ bị đỏ thế này thì chết. Xem cái triệu hồi tầm bảo bên này của mình đủ 10. Chưa đủ 10 nhá. Chưa đủ 10 nên chưa quay. Mới đi. Kiếm ít vàng này. Mấy cái bảo thạch này cũng ngon này. À, nháy. Thơm lắm anh em ạ. Mua mấy cái gói chiến lệnh thì thơm. Không thì anh em có thể mua cái gói chiến lệnh 400.000 như này này. Ví dụ mình là mua hết cái gói full này được 5. Gói này 500.000 cơ. Được 5 con tướng.
5.000 kim cương hay cả 30 vé quay. Đắt hơn. Nó là gần 500.000. Bên này nó cho nhiều đá với nhiều nguồn nước hơn. Bên này nó chỉ cho đồ thôi. Bên này nó cho nhiều nước này. Hai gói quả nào cũng ngon hết. 179k, ui, quả này 179k mua. Được một con tướng 500 kim cương. Chúng gói nào cũng thơm, mỗi tội mất tiền. Ở đây xem nó đấm nhau nào nhé. Bell Dandy. Có hai con tư chất 17 rồi anh em ơi. Hai con support. Sa, negai goto shiatte kudasai. À, hình như còn có cả cái gói VIP. Quả cái gói VIP anh em. Cần thêm 400 điểm nữa mình mới lên được VIP 5 nha. 5 nó cho mình mua thêm được quả chua. 10.000 điểm mới lên được VIP 6, sợ thật. Gấp đôi tiền. Gấp đôi tiền mới cho mua. Có hút Saitama rồi đấy nào. Là có thể hoàn toàn up được một con lên 10 sao ấy. Saitama lên 10 sao ấy. Nhưng mà tính ra một con gì cũng phí anh em ạ. Totoro này ngon. Chẳng lẽ vứt Totoro đi. Có khi thế thật. Shimi de hero yatteiru mono da. Kiếm đủ nước mà mình áp thế thật đấy. Nhấn Jotaro đi, không chơi Jotaro nữa. Nếu như thế có ổn không? Đấy, đi vào đánh PvP với mấy bạn trong server đã nhỉ. Phép. Jotaro đi thì chơi không cần chi tăng nữa. Tôi còn con cắt chi hết vào để team mình đánh trước. Dồn đang đánh trước nha anh em nha. Tốc chiến tốc thắng. Chơi cần phong cách đấy. Lấy công đủ thì. Không chơi đã tăng nữa. Tôi là mong muốn. Sai ngô mà để tất cả những cái mình sẽ mất chỗ. Nhưng mà nghĩ nó cũng tiếc lắm anh. Chimmy để hero ở yết tê mono da. Con này lên nè. Con này lên 3 sao. Đây level 3 của cái kỹ năng này thì cũng ngon đấy chứ. Thêm 5% bạo kích này. 80% đánh như một mục tiêu. 80% sát thương. Đây thì nó lên 100% được đấm tiếp. Đó. 100% được đấm tiếp một mục tiêu nữa. Thì ra đấm liên hồi anh em ạ. Chắc là khi nào mình đủ phút mình sẽ nâng nhá. Sai tâm ma lên rồi. Một sai ma lên rồi. Còn thứ một phanh này sẽ chơi con pháp sư.
ヘブンズナックル。戦わなければ勝てない。最後まで戦い抜いてみせましょう。さあ開演の時間だ。私が守るの。Mình cuộc chiến cũng đánh nhau ác liệt anh em ơi. Nhưng mà team hôm nay của mình thắng chắc rồi. Team đội bạn có vẻ như hơi yếu. Thắng cái cuộc chiến này thì anh em nâng cấp được cái tiệm vui này. Nên được rất là nhiều điểm ngon nha. Đấy, mua được vào những cái phần quà này nữa. Thơm. Thơm không tưởng. 2.335 điểm kỹ năng. Có ngọc hấp thu nhưng mà chắc cũng chưa mua được. Vagana wa Athena. Oh, kansha itashimasu, waga kimi. Frostmourne yearns. 最後まで戦い抜いてみせましょう。Đấu tiếp theo sẽ được bắt đầu. Leo tháp thôi, mày bây giờ leo tháp thôi. Uầy, thường chưa 310 này. Bây giờ mình mua chủ yếu là mình cũng cố gắng leo cái tháp này này, lên được 450. Ẵm hết cái chỗ tài nguyên này nó cũng mạnh lên nhiều đấy. 360 thì hẳn một con tướng. この一撃にかける。この一撃にかける。タープロチオ。hoàn này nó chứ không qua được ấy. Bạn con nghe hoàn nó chơi con chịu thế nhỉ. Ôi nhưng mà sao những tầng 307 mà chiến lược có 500 ảo. Đúng rồi, bấm bạo kích đi, công nặng một quê luôn cho mình. Kurushimasu ni sumimasu. Chết cha, bị sụp tuôn rồi. Chính thức nó xóa đất kia đi. Thơ Pro Chiro. Mà chi nạc đi. Cứ đưa mà dừng sử dụng. Sáng nó cả ta. Điều lưu mà. Cô nó ý chí gây kì ní kà kê rử. Thơ Pro Chiro. Cái ứng xấu trong cầm này nó cũng lợi thật đấy. Từ khi đội hình pháp sư đánh trong cầm cũng lợi. Khóa hẳn một tên. Không chịu vãi.
Nhưng mà nếu mà không chơi Jotaro tăng thì mấy khả năng nó cũng gặp vấn đề đấy. Cũng rất có nhiều vấn đề. Tăng bây giờ không biết có đủ phút cho mấy con này nó lên 4 sao không. Không có con nào thừa nó đi cả. Con SLS này cũng ngon. Con nào cũng ngon nhỉ. Hay là chơi giống team của các bạn à, Xiao này. Bạn trông vui mình, bạn ấy chơi cái team cũng hay. Chơi 3 con xanh, 2 con nước. Team của này cũng hay nha anh em nha. Thì lấy phút Asuna. Lấy Asuna làm phút. Không chơi team được nữa. Tatakau no wa suki janai kedo. Ima wa sonna kirei goto itte rarenai yo ne. Tốc này, giảm tốc thì tốc và độ mình chắc chắn là mình đẩy lên thì nó ngon, cực kỳ lợi trong PvP nữa. PvP bên nào tốc cao hơn thì đấy là chùm rồi. Thứ ba. Ragnarok, Deep Slash, XS Fireball. マジ殴り。最後まで戦い抜いてみせましょう。最後まで戦い抜いてみせましょう。さあ、開演の時間だ。 Quan là rồi mà con cũng khác ơi. Thôi anh em ạ, chắc clip của mình cũng dừng lại đây thôi. Khi nào lại được tiếp làm thì mình chúng ta lại làm thêm một cái trước clip nha. 400 vé nạp nữa. 20.000 là được 60 vé nạp. Tầm 150. Là 120.000. Là chuyện này. Ragnarok, Deep Slash. Cứ lăn nhắt trên dần dần thôi. XS Fireball. Các bạn nhớ clip tiếp theo nha. Bye bye.